Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được trời thương ban cho lộc lớn, cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Quý vị thân mến, trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, giới tiên tri tử vi khám phá ra rằng vận mệnh mỗi người đều đã được định sẵn, có thể được nhận biết thông qua các điềm báo. Từ đó người nào biết được thì có thể đón lành, tránh dữ, nắm bắt được những cơ hội, vận may để chuyển biến vận số của mình tốt đẹp hơn, giàu có hơn. Tuy nhiên, vận trình tương lai của một cá nhân được cho là thiên cơ mà người trần mắt thịt như chúng ta không thể nào tự biết. Có người cả đời chăm chỉ làm lụng tích góp của cải, đột nhiên vận xui ập đến, bỗng mất sạch tài sản, hoặc ngã trọng bệnh mà không gượng dậy nổi. Đặc biệt hơn hẳn là tuổi Tân Dậu, trước đây đã trải qua biết bao tai ương, khổ ải không cần biết, nhưng đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ nắm được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, làm gì cũng thông thuận, trúng số độc đắc, đổi đời giàu to, tiền vàng nhét chật két. Vậy vận trình của bản mệnh Tân Dậu diễn ra trong tháng 9 âm lịch tới đây như thế nào? Cần phải làm gì để nắm được vận may ập đến và trở nên giàu có? Thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh, vì thế mà những người tuổi Tân Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Tân Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Tân Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Tân Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tân Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc, mọi nơi. Tuổi Tân Dậu tự tin cho rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai đó có ý chê bai, họ sẽ tìm cách giải thích và phủ nhận điều đó. Có những người tuổi Tân Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Tân Dậu ít nói. Họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tân Dậu dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đề cao giá trị của bản thân và hài lòng với những lời tán dương khen thưởng. Cũng bởi tính cách này mà đôi khi tuổi Tân Dậu bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng, hãm hại mà không hay biết. Tân Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn khéo nói của mình. Họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người. Nếu có ai ngoan cố phản bác lại ý kiến của tuổi Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi lúc, sự cố chấp bảo thủ của họ
khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi gặp phải khó khăn, tuổi Tân Dậu tự xây dựng niềm tin cho mình để vượt qua gian nan thử thách. Họ cần sự ủng hộ, động viên của mọi người để làm động lực cho chính mình. Những người này sống tự lập và hiếm khi nhờ cậy, dựa dẫm vào ai khác. Tân Dậu 1981 là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Tân Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Và sau đây, ta cùng đi vào tổng quan về vận trình tháng 9 âm lịch của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Tân Dậu âm lịch cho biết tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Tân Dậu. Vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Tân Dậu, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tử vi tháng tuổi Tân Dậu âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao Tả phù nâng nở, công việc của bản mệnh đã khá hơn, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc gian dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của Tân Dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Trong tháng, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới. Có điều, kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vận sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Tân Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Tân Dậu thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Dậu trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho bạn. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân Tả phù chỉ dẫn, tuổi Tân Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên. Một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc gian dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay, mò mẫm từng chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ. Các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, đắc lực. Nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cẩu hung tinh rình rập, điểm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ. Một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn giữ được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động, chiêu của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt, hãy nhìn vào đó để có thêm động lực. Dù có căng thẳng một chút, thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi, điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. Về mặt tài lộc, trong tháng 9 âm lịch,
công việc đang trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài vận của người tuổi Tân Dậu lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bản mệnh cũng được dự báo có nhiều sự cải thiện nhờ nguyên lệnh trường sinh ở Dậu, lại thêm thực thần soi rọi, giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn, lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn, việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng, tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn, tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh, buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Có mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn được đảm bảo, có lợi cho cả các bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu. Tuổi Tân Dậu sẽ kiếm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, Tân Dậu vẫn cần hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bạn cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy cho tương lai sau này. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, bản mệnh có thể sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh giúp đào hoa khởi dượng, nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội cho tuổi Tân Dậu lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên của bạn có thể bắt đầu từ mai mối, do đó con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu từ bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên dưỡng sẽ kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, nếu không, bạn sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối ý thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải, bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng 9 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Dậu kim được trường sinh, thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện, được âm dương hài hòa hỗ trợ sức khỏe, đảm bảo bệnh tật tự sẽ tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tân Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Dậu, tháng 9 âm lịch 2024. Tuần mới, con giáp tuổi Tân Dậu hài lòng khi mọi việc đi theo kế hoạch và điều quan trọng là bạn không quá kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao trong thời gian này. Vì bạn hiểu thực tế và vai trò của mình trong tổ chức, nếu có tham vọng thì cũng nên có kế hoạch thật tốt cho việc này đã nhé. Thiên ấn đầu tuần hỗ trợ, để bạn giữ được phong độ cho cả tuần, nếu có chút trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Dù sao thì khó khăn là điều khó tránh khỏi, quan trọng nhất là cách chúng ta phản ứng với nó. Đầu tuần, con giáp này có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn, cả thiên tài và chính tài cùng xuất hiện, cho thấy thu nhập gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc con giáp này cũng bận rộn hơn, bởi phải làm cả nghề chính và nghề phụ. Thời điểm này, vận quý nhân của bản mệnh có dấu hiệu tăng mạnh, nhờ xung quanh luôn có người hỗ trợ, nên công việc của tuổi này vô cùng hanh thông, bạn có thành tích tốt, được cấp trên khen ngợi. Lời khuyên dành cho Tân Dậu là nên tận dụng mọi cơ hội lần này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và dọn đường thăng tiến trong tương lai. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này có thể bị giảm sút do ảnh hưởng của ngũ quỷ, tránh việc lạm dụng thuốc, khiến bệnh tình càng nặng hơn. Tốt hơn hết là bạn nên tìm cách cải thiện sức đề kháng bằng việc đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ,
khoa học hơn. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, mão, tuất, tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Con số phát tài, 10, 67, 98. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Dậu, tháng 9 âm lịch 2024. Theo lịch vạn niên thì tuần mới này, tuổi Tân Dậu sẽ đón nhiều tin vui dồn dập báo về. Công việc có những bước khởi đầu khá tốt, có chính ấn nâng đỡ. Nếu bản mệnh có kế hoạch đang ấp ủ thì hãy mau chóng tiến hành, nhân lúc các khí còn đang dượng, để tạo dựng được những thành công bước đầu, làm nền tảng phát triển sau này. Hữu bậc các tinh ở bên hộ mệnh, tuổi Tân Dậu hoàn toàn có khả năng bật lên giữa đám đông, nổi trội hơn hẳn. Bởi những thành tích mình đạt được, có nhiều cơ hội cho bản mệnh phát triển năng lực và thăng tiến nhanh chóng. Trong tuần này, tài vận không được lý tưởng cho lắm, mới được thần tài ủng hộ thì con giáp này đã khiến cho thần tài phật ý mà bỏ đi. Kiếp tài cảnh báo về những chuyện bất ngờ phát sinh, không dùng đến tiền thì không thể giải quyết được. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tân Dậu rất đáng mong đợi. Những người đã kết hôn có một giai đoạn hài hòa, êm ấm, trong khi những người đang yêu có cơ hội tìm hiểu, gắn bó nhau hơn. Tình cảm hài hòa, hạnh phúc, tuy có chút chống đối khi đưa ra ý kiến, nhưng sau đó thống nhất được và cả hai rất đồng lòng. Hơn ai hết, bạn rất may mắn khi có một nửa thấu hiểu và yêu thương, nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Cuộc sống không được sung túc, nhưng bản mệnh luôn được động viên về tinh thần. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, thân, tuất, tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 89, 45, 02. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Dậu, tháng 9 âm lịch 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của người tuổi Tân Dậu khá hơn nhiều. Bản mệnh được thái âm các tinh hỗ trợ, rất có lợi cho mệnh nữ phát triển sự nghiệp hoặc tính chuyện hôn nhân lâu dài. Nhìn chung, sang tuần mới, bản mệnh đón cả niềm vui công việc và chuyện tình cảm, hứa hẹn một tuần sinh động, có nhiều trải nghiệm thú vị, nhìn nhận cuộc sống ở góc độ mới, thấy vui tươi và yêu đời hơn. Việc kinh doanh đầu tư đem về nguồn lợi nhuận lớn nhỏ, bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại quá ra lớn. Tích tiểu thành đại, bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hồi tiền bạc cũng rất khả quan. Vận quý nhân lại trên đà tăng trưởng, thực thần giúp bản mệnh nâng cao thực lực và khả năng nhạy bén trong công việc, gặt hái được khá nhiều thành công. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có điềm tiểu nhân quấy phá, bạn nên thận trọng. Trong tuần, bản mệnh có thể mở rộng hợp tác làm ăn với người tuổi Tỵ hoặc Thìn. Họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn cho cả hai phía. Còn ở phương diện tình cảm, các cặp đôi dần hóa giải được những khúc mắc và không cần tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Tuần này cũng là dịp để bạn và gia đình gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn nữa. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, Tỵ, Thìn, tiểu nhân, Sửu, Mão. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 68, 97, 55. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Dậu, tháng 9 âm lịch 2024. Tuổi Tân Dậu có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trong bạn lúc nào cũng tất bật. Tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Tân Dậu tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ. Không ai dám chê trách điều gì, điều đó lý giải tại sao bạn luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lực tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ là một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung trong tuần, gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành.
bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang dưỡng giận, quý nhân, hợi, tỵ, tiểu nhân, mão, ý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 65, 08, 72. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, câu chuyện về giàu vật chất tưởng như là ai cũng phải ao ước, như chú chuột đồng sau đây, khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại. Dường như chúng ta đã quá vội vã, nuôi ảo vọng quá lâu mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Câu chuyện cuộc sống thú vị về chuột nhà và chuột đồng. Có hai chú chuột nhà và chuột đồng khá thân thiết, nhưng cuộc sống khác xa nhau. Khi chuột nhà ở trong một biệt thự lớn, luôn được thưởng thức những đồ ăn ngon, đồ uống, hoa quả ngập miệng. Trong khi đó, anh bạn chuột đồng lại chỉ ăn rau xanh và những hạt thích dùng ở ngoài đồng. Cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chuột nhà có lần tới thăm nhà bạn và được chuột đồng chuẩn bị một bữa ăn, được xem là rất thịnh soạn với rau, lẫn ngô và một cốc nước uống. Thế nhưng chuột nhà không hài lòng cho lắm và thầm nghĩ, sao bạn mình có thể sống như thế này được nhỉ? Hai chú chuột vừa ăn vừa trò chuyện và chú chuột đồng khá tò mò về cuộc sống của anh bạn mình nơi xa hoa, sung sướng ấy. May mắn là hôm sau, anh được chuột nhà mời vào thành phố để cùng thử trải nghiệm những điều anh ta kể. Sau một hành trình dài, hai người cũng đã tới được biệt thự lộng lẫy, nơi chuột nhà ở. Ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bắt đầu với kẹo, mứt, phô mai. Chuột đồng vô cùng thích thú vì anh ta chưa từng được thưởng thức những món ngon như thế. Thế nhưng, ngay khi chuột ta định ăn, thì nó bỗng giật mình hoảng loạn vì nghe tiếng mèo kêu, miếng bánh trên tay rơi mất và cả hai cùng chạy trốn, tránh thiệt mạng. Khi mèo vừa rời đi, hai chú chuột mới thong thả bước ra và nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn uống ngon lành. Thế nhưng khi chỉ mới ăn được một chút, thì cánh cửa bỗng mở toang. Thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn, đi sau là một con chó to, đang nhe răng để dữ tợn. Hai con chuột lại hồn siêu phách lạc, chạy trốn thật nhanh, chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó, chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về. Nó nói anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có, nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm, hãy bảo trọng anh bạn nhé. Bài học rút ra, hãy dành một phút để nhìn nhận lại xem, chúng ta có giống như những chú chuột nhỏ kia. Chỉ vì muốn có những bữa ăn thịnh soạn, nhưng dù có cơ hội, ta cũng chẳng thể thưởng thức một cách thanh nhàn, ăn uống cũng nhanh nhanh, chóng chóng, sợ bị người khác giành lấy mất. Nhìn xa xa là chúng ta mong có cuộc sống hạnh phúc, sung túc, mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi, mọi thứ cũng chỉ là giả tạm, vay mượn. Bầu trời của ai cũng xanh như nhau, nhưng quan trọng là ta có đủ thời gian ngắm bầu trời ấy hay không mà thôi. Vì thế, dù mãi kiếm tiền hay chọn cuộc sống thanh nhàn, cũng đừng quên rằng chúng ta cần giữ cân bằng trong tâm hồn để có thể thưởng thức khi tâm hồn ta có trời và biển, nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh, sự nghiệp. Đừng để cho những tham vọng về công danh, tiền bạc làm phai mờ đi vẻ đẹp cuộc sống vốn có bằng cái nhìn tầm thường của mình. Tâm hồn ấy đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào. Khi đi qua những năm tháng gian nan, vất vả, nhiều phiền muộn lo toan, khi tiếp xúc với quá nhiều người xấu xa, ta càng nảy sinh nhiều hoài nghi, vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lừa. Chúng ta đã biến thành một người thiếu kiên nhẫn, dễ cáu giận, suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn, biến mình thành một người luôn giả tạo như những người xung quanh. Tất nhiên ta cũng chẳng thể quay về để trở thành chú chuột đồng kia, một khi trong lòng ta luôn đam mê khám phá cuộc sống mới. Nhưng để cân bằng cuộc sống hợp lý cũng là điều tuy khó, nhưng là điều chúng ta cần chú tâm mới mong có ngày thay đổi được. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh
và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.